Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review Secret Key Starting Treatment Rose Facial Eye Cream giá bao nhiêu tiền? Mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí kèm dưỡng chống nhăn và trắng sáng vùng da quanh mắt Secret Key Starting Treatment Eye Cream Rose Edition sẽ bảo vệ vùng da quanh mắt bạn. Giúp nuôi dưỡng vùng da nhạy cảm quanh xung quanh mắt được đàn hồi và hồi sinh, làm sáng vùng da mặt. Chống và xóa bỏ vết nhăn, đặc điểm nổi bật. Giúp vùng da nhạy cảm xung quanh mắt được đàn hồi và hồi sinh. Làm sáng vùng da mắt, chống và xóa bỏ vết nhăn. Galactomyces là một chất được chiết xuất từ quá trình lên men rượu hiệu quả dưỡng ẩm gấp 200 lần so với nước, chứa thành phần Bifida lactobacillus ceramide làm ẩm cao, niacinamide adenosine làm trắng và xóa nhăn hiệu quả, cung cấp độ ẩm từ đó cân bằng độ ẩm, tăng cường khả năng làm sạch và làm trắng rõ rệt, làm giảm khả năng kích ứng da. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.